Em tên là Phạm Thị Song Thảo, còn đây là Phạm Thị Song Thư. Chúng em đang là sinh viên của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và em đến đây với tham gia tiết mục song ca bài Con cầu của nhạc sĩ Lưu Hoài An. Con cầu mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm, tao đi một mình, đi một mình, một mình lầm lũi cành bao thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân cò có ai, được một con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Ta bớm vàng kìa, ta bớm vàng, xe nói tránh, xe nói tránh, bớm mấy ba dòng. Đừng, đừng, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, đừng bỏ rồi, đúng tội lắm mẹ ơi. Running down a one-night stand, and everything around me. Got to stop the feeling so low. Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy, thương thương hoài. Nắng thế đây, gió thế đây, không vơi đầy. Lời chào như xưa, nụ cười như xưa, nhịp cười đương đương vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì là về Buôn Ma Thuột, hừ ha hừ ha. Còn yêu nhau thì là về Buôn Ma Thuột, hừ ha hừ ha. Đêm cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dài, một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần vừa xa xôi. Có cái nắng có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi.